Đồ xưa Mai Tôn xin kính chào quý cô bác và anh chị đam mê đồ xưa đồ cũ. Hôm nay là thứ sáu ngày 21 tháng 4, bữa nay ngày cuối tuần ha các anh chị. Em chúc các anh chị và cô bác có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Đây, đầu tiên em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái chậu Sài Gòn. Một cái chậu Sài Gòn màu cũng hiếm, tích cũng hiếm ha các anh chị. Đây, một trong những cái chậu Sài Gòn mà em là nói chung là cam đoan là bao các anh chị là hàng độc bản tại Việt Nam ha các anh chị. Đây, cái chậu Sài Gòn này có chiều cao là 21 cm, đường kính miệng rơi vào là 26 cm, và lọt lòng của cái chậu này rơi vào là 21 cm ha các anh chị. Đây, đường kính là 26 ha các anh chị, lọt lòng là 21. Đây, dòng bụng là 75 cm, dòng bụng là 75 cm ha các anh chị. Đặc biệt cái chậu này là vừa là tích một, tích là anh hùng độc lập, và tích bên đây nữa là tích tùng cò. Ở sau đây là đây, ủa hai mặt là nha. Đúng rồi, hai mặt tích anh hùng độc lập, một mặt ở giữa là tích tùng cò, và ở sau đây là minh văn bài thơ và hiệu lò ha các anh chị. Đồ này là đồ Sài Gòn màu. À, đây là chuẩn cổ ha các anh chị. Đây, cái chậu này thì em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 25 triệu bao ship đến các anh chị, và em xin nhận chuyển khoản đủ. Tại sao là cái chậu này 25 triệu mà cái chậu kia tới 60 triệu lần ha các anh chị? Tại vì đây cái chậu của em nó có tình trạng một cái là bị răng gió, một đường răng gió ở đây. Một đường răng gió ha. Vẫn xài bình thường ha các anh chị. Ở đây một cái đường răng gió ở đây nè. Đây, hai đường ha. Nói chung là cái chậu này có hai đường răng gió thì nó chỉ còn có nửa giá thôi các anh chị. Nhưng mà xài cũng rất là bình thường, không gì đâu. Cái này chỉ là dạng là tóc gió thôi ha các anh chị, không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ nhiều. Đây, em xin gõ cho các anh chị nghe. Nó nghe cốc cốc bình thường, không có bạc nha các anh chị, không có bạc. Đây, đặc biệt cái chậu này là có cái hiệu lò dưới đây. Có cái hiệu lò luôn anh chị. Nó hơi mờ ha, mình giờ mới bên ngoài thì nó sẽ thấy rõ hơn các anh chị. Đây. Thấy không, ở đây em thấy không? Đây, chỗ này là các anh chị. Đó, chậu này xin Zalo đến các anh chị với giá là 25 triệu bao ship đến các anh chị, và bao các anh chị là hàng độc bản. Tiếp đến, em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình biên hòa. Đây, xin lên cho các anh chị là một cái bình bông biên hòa, tích là đi chùa ha anh chị, tích đi chùa hay là tích người ta gọi là du xuân. Đây, nói chung là lễ bái rất là hay luôn ha anh chị. Mặt bọm hai đầu voi ha các anh chị. Đặc biệt bình bông này là bình bông Dona, đầu Dona ha các anh chị. Đầu Dona thì nói chung là em cũng khỏi cần giới thiệu, một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng của dòng rớm biên hòa thập niên 1972. Đây, Dona ha các anh chị. Ở đây là nó bị lỗi lò ha các anh chị, chứ không phải là lủng mà người ta chám lại đâu ha. Để các anh chị cứ xem bên trong. Đây, bên trong thì lạnh ha các anh chị. Đây, bên trong lạnh ha. Đó, ở đó nó bị lỗi ha các anh chị. Dona Sài Gòn. Đây, em xin đo kích thước và chiều cao của cái bình này. Ở trong đây là quẹt phong luôn, không có quẹt phong, dòm lộn. Đây, cái bình này có chiều cao là 38 cm, chiều cao của cái bình này là 38 cm, một cái số cũng rất là đẹp luôn. Dòng bụng rơi vào đây, dòng bụng rơi vào là 74 cm hả anh chị, dòng bụng rơi vào là 74 cm, đường kính miệng rơi vào là 14 cm. Đặc biệt là mặt bọm hai đầu voi rất là đẹp luôn. Đây, cái này là em chưa vệ sinh nên nó còn hơi bẩn tí ha các anh chị. Cái bình biên hòa tích lễ bái này, mộc Dona, xin Zalo đến các anh chị với giá là 3 triệu rưỡi bao ship đến các anh chị ha. Tình trạng là lành đẹp 99%. Tiếp đến, xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bát cô Tô Thành ha. Xin Zalo đến các anh chị và cô bác là một cái bát cô Tô Thành chuẩn cổ. Hàng này là hàng Minh Phố, khoảng là 300-400 năm. Cái bát này có chiều cao là 9 cm, đường kính miệng rơi vào là 17 cm, rơi vào 17 cm. Tình trạng là có một cái đường tóc ở đây, một đường tóc và một điểm vẫy, một đường tóc và một điểm vẫy. Và em cũng nói cho các anh chị và cô bác là những cái bát người ta gọi là đồ tàu đá hoặc là tàu phố, thành phố, minh phố, những cái bát này là hàng của dân thường. Thứ nhất là chuẩn cổ là thứ nhất, nhưng mà nó cũng giá có rất dễ chơi. Và thứ hai nữa là bát nào đa số đều là vên miệng hết trơn ha, mà các anh chị không có tròn trịa đâu, kể cả đồ ký kiểu cũng không có tròn trịa, nói chi là những cái đồ như thế này ha các anh chị. Và em xin vô lưu cái bát minh phố này, kích tích cô Tô Thành này, với giá là 800.000 bao ship đến các anh chị ha, 800k bao ship. Tiếp đến, xin lên cho các anh chị là ba cái dĩa Đà Lạt ha. Đây, rất là đẹp luôn, những cái dĩa này rất là hiếm ha các anh chị. Xin vô lưu đến các anh chị là ba cái dĩa Đà Lạt. Đây, tình trạng là lành đẹp 99%. Cái dĩa này là cái miệng dúng nha các anh chị, miệng dúng. Đây, miệng dúng như một cái bông hoa. Đặc biệt ở trong đây là nó vẽ là tới 6 cái bông lận, thường người ta gọi là tích tứ quý, là mai lan cúc trúc hoặc là tùng trúc cúc mai. Còn cái này là đây, vừa là mai nè, trúc nè, lan nè,
rồi đây rất là nhiều, vẽ tới 6 cây làm cánh chị, vẽ tới 6 cây. Đây em xin đo kích thước ha, vẽ nào cũng giống nhau hết trơn ha cánh chị. Vẽ này thì có đường kính rơi vào là 20 cm, chiều cao rơi vào là 3.5 cm, xin giao lưu là 600.000 bao ship ha, 600k bao ship cho ba cái vẽ Đà Lạt như thế này. Đồ này phải 70-80 năm trên ha cánh chị. Tiếp đến xin lên cho cánh chị là một cái dĩa Nhật Sơn Thủy. Xin giao lưu đến cánh chị và cô bác là một cái dĩa Nhật Sơn Thủy viền găng cưa sô cô la. Viền găng cưa sô cô la là đặc trưng của rấm Nhật hả cánh chị. Đây, phía sau đây chôn rất là già. Tình trạng là lành đẹp, đồ này bao cánh chị là 70-80 năm cho anh. Em xin đo kích thước. Cái dĩa này có đường kính là 21 cm hả anh chị, đường kính là 21 cm. Xin giao lưu đến cánh chị với giá là 450.000 bao ship ha. 450.000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho cánh chị là một cái bát lông dắt ha. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái bát lông dắt. Hàng này là hàng Minh Phố chuẩn cổ. Chiều cao của cái bát này rơi vào là 7 cm, đường kính miệng rơi vào là 16 cm. Bát này nè, nó hơi vên ha các anh chị, hơi vên một tí ha, không có tròn trịa đâu ha. Này, đồ 3-400 năm, chôn rất là khô luôn. Tình trạng là lành đẹp 100% ha, lành đẹp một không, lành đẹp 99%. Ở đây có một điểm vẫy ha các anh chị, ở đây có một cái điểm vẫy. Xin giao lưu đến các anh chị với giá là 300.000 bao ship thôi ha, 300k cho cái bát Minh Phố lông dắt như thế này. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình rượu bầu đá rất là đẹp luôn ha các anh chị. Một cái bình rượu bầu đá, hàng này là hàng bao cấp phải có 30 năm ha các anh chị, cả 30 năm. Nhiều các anh chị thì nói chung là có duyên rất là vô cùng luôn. Em đăng cái bình rượu này lên cái trang YouTube của em. Thì đương nhiên đồ mới hay đồ cũ gì hợp nhãn mà chơi, các anh chị cứ vô mà bình luận cái này đồ mới mà, đồ mới mà, đồ mới mà bán rẻ cũng nhiều người mua mà các anh chị. Trong khi nó rất là đẹp luôn. Đây, chôn nó rất là sâu tuổi ha các anh chị, đồ này khoảng có 30 năm trên. Nhưng mà đặc biệt cái bình rượu bầu đá của em rất là bự luôn. Các anh chị cứ bây giờ cứ ra Bình Thuận hay đâu mà mình mua bình rượu bầu đá, không bao giờ có những cái bình rượu mà to như thế này ha các anh chị. Đây, cái bình rượu của em là chiều cao là 33 cm, chiều cao là 33 cm. Đây, dòng bụng rơi vào là 64 cm. Cái bình rượu này dung tích là khoảng có 5 lít trên ha các anh chị. Tình trạng là lành đẹp luôn. Em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 400.000 bao ship các anh chị thôi, 400k bao ship ha. Tại vì em nói các anh chị nghe, bây giờ dù đồ mới hay đồ xưa gì, mình hợp nhãn mà mình chơi thôi các anh chị. Chủ yếu quan trọng là cái tư duy, cái giá của nó thôi ha các anh chị. Đây, tiếp đến em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình khùng, một cái thố Sài Gòn hả anh chị, một cái thố Sài Gòn cúc dây. Đồ này là đồ chuẩn cổ trên 100 năm thôi các anh chị. Tình trạng là lành đẹp khoảng cả 98%, rất là đẹp luôn. Đặc biệt đây Nam Phong hả anh chị, lò này là lò Nam Phong. Để em xin đo kích thước và tình trạng cho các anh chị xem. Cái thố này là có đường kính, cái thố này là có đường kính là rơi vào 16.5 cm, có đường kính rơi vào 16.5 cm. Đây, chiều cao rơi vào là 18 cm. Đây, rất là đẹp luôn đó các anh chị. Cái thố này thứ nhất là nước men còn rất là bóng khỏe, thứ hai là nó tình trạng nó rất là ok luôn. Đặc biệt là cái mọc của nó ha các anh chị. Cái thố này không có mọc thì nó rơi vào tầm khoảng có 1.3-1.2 triệu là vô cùng ha các anh chị. Còn cái này có mọc thì giá nó cũng rất là cao. Đây, tình trạng của nó là cái nắp của nó mà một nửa hạt gạo ha anh chị, bị vẫy một nửa hạt gạo. Đây, thứ hai là cái chôn nó, ôi lộn, cái thân của nó đây cũng một cái điểm vẫy, một điểm vẫy ha các anh chị. Đó, tình trạng lành đẹp 98%. Em xin giao lưu cái thố Sài Gòn này với giá là 2.8 triệu bao ship đến các anh chị ha. 2.8 triệu bao ship cho cái thố Sài Gòn chuẩn cổ như thế này. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái nậm Zalo ha các anh chị, một cái nậm gụ Zalo. Cái nậm gụ Zalo này có chiều cao là rơi vào khoảng có 21 cm, chiều cao là 21 cm, dòng bụng là 41 cm. Tình trạng của cái nậm này là lành đẹp ha các anh chị. Có cái nước men của nó hơi bị phèn tí ha, hơi bị phèn là ố phèn ha các anh chị. Xin Zalo nhanh đến các anh chị với giá là 300.000 bao ship thôi ha. 300k bao ship cho cái nậm gụ Zalo này. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái tu hú ha. Mấy con lăn ta? 1 con, 2 con, 3, 4. 1 nè, 2, 3, 4. Tứ lăn ha các anh chị, một cái tứ lăn hay ngũ lăn gì đây. Xin giao lưu đến các anh chị là một cái tu hú lăn ha các anh chị, một cái tu hú vẽ lăn. Đồ này là đồ tàu chuẩn xưa ha các anh chị, chứ không có chuẩn cổ ha. Đồ này đồ dân văn quách thôi. Cái tu hú này có chiều cao là rơi vào 28 cm, chiều cao là 28 cm. Đường kính miệng là 38 cm. Đây, cái chôm ở đây. Nội phủ ha các anh chị, nội phủ. Đây, cái tô hú lăn này bao cánh chị là đồ tàu xưa và xin bán cánh chị với giá là 1.8 triệu bao ship đến cánh chị ha. 1.8 triệu cho một cái tô hú lăn như thế này.
Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái hũ lê, các anh chị xin giao lưu đến các anh chị và một cái hũ sành lê. Cái hũ sành lê này bao các anh chị là chuẩn lê chuẩn cổ ha. Cái hũ sành lê này có chiều cao là 18 cm, đường kính miệng là 12 cm, đây dòng bụng rơi vào là 55 cm. Đây quay cho các anh chị xem hũ lê nha các anh chị. Tất cả các chấu này đều còn nguyên hết cha, thường người ta bể chấu hết cha, mà cái này còn nguyên hết cha các anh chị. Đồ này là chuẩn sành lê nha, hũ sành lê. Đây cái miệng thì có nhâm nhâm một tí, không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ hết cha. Đồ này là 5-600 năm các anh chị, 3-400 năm và 5-600 năm gì à. Đây cái hũ sành lê này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 650.000 bao ship đến các anh chị, 650k bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị và cô bác là đây một cái ống đũa ha các anh chị, một cái ống đũa hay một cái ống bút gì cũng được, nói chung là nó có ba cái ống này, các anh chị muốn dắt đồ sao cũng được hết cha, tức là phú quý bạc đầu ha anh chị, tức là phú quý bạc đầu. Đây gốm này là cái này là dòng gốm Bát Tràng ha anh chị, này em coi lại là cái này là dòng gốm Bát Tràng ha. Đồ này bao các anh chị là chuẩn xưa, nó rất là nặng luôn, hàng là hàng cốt vuốt tay, to lắm các anh chị. Chiều cao là rơi vào là 35 cm, chiều cao rơi vào 35 cm, còn chiều ngang thì nó rơi vào khoảng có 22 cm ha các anh chị. Đây rất là đẹp luôn, cốt là cốt vuốt tay ha anh chị, cốt vuốt tay. Xin giao lưu đến các anh chị cái ống bút hoặc là cái ống đũa tích phú quý bạc đầu này với giá là 1,3 triệu bao ship đến các anh chị ha, bao các anh chị chuẩn đồ xưa ha. Ba con chim, có ba con chim đậu đắp nổi hết cho hả anh chị, 1,3 triệu bao ship bao chuẩn xưa. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái chậu cây mai. Đây. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái chậu cây mai hả anh chị, một cái chậu cây mai tức là tứ quý ha, tứ quý bổ ô, rất là đẹp luôn, mai lan cúc chúc hoặc là tùng chúc cúc mai. Cái chậu này là cái dáng thống màu vàng hoàng đế. Cái chậu này có đường kính là 35 cm, 36 cm. Cái chậu tứ quý này có đường kính là 36 cm hả anh chị, 36 chứ không phải là 35, và có chiều cao là 26 cm. Đây lọt lòng rơi vào là 28 cm, tình trạng là liền lạc 95%, lành đẹp 95%. Chậu cây mai không bao giờ em bao các anh chị là liền lạc 99 hay 100% ha. Đây cái nước men của nó rất là bóng khỏe luôn, màu vàng hoàng đế nha các anh chị, màu vàng hoàng đế. Đây, rất là đẹp luôn. Trộn ở đây, trộn đây. Cái chậu cây mai này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 5 triệu bao ship đến các anh chị ha. 5 triệu bao ship đến các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái hũ trà tàu. Ô lộn, cái một cái bình trà. Xin giao lưu đến các anh chị là một cái bình trà tàu, tích là tầm sư học đạo ha các anh chị. Đây, cái bình trà này có dung tích là khoảng cỡ 300 ml. Đồ này chỉ là đồ cũ xưa ha các anh chị, đồ cũ xưa 30-40 năm thôi. Đây cái nắp của nó đây. Nó chung chôn nó cũng khá là già các anh chị. Đây thì mỗi người mỗi tư duy ha các anh chị. Cái hũ trà này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 900.000 bao ship đến các anh chị ha, 900k bao ship, tình trạng là lành đẹp. Đây ở đây là nói chung là hàng thủ công vuốt tay, nên nhằm khi cái dòi hay cái này nọ nó hơi không có ngay ngắn hàng thẳng đối lối một tí ha các anh chị, vậy các anh chị thông cảm cho em. Đây cái lỗ tai nó cũng còn nguyên ha, lỗ tai còn nguyên, dòi không thẩm mỹ. Đồ này 30-40 năm thôi ha các anh chị. Đây 900.000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là hai cái dĩa, cái này gì quên màu, hai cái dĩa đông thanh. Đây xin giao lưu đến các anh chị là hai cái dĩa đông thanh chuẩn cổ ha, tình trạng là lành đẹp hết chưa. Hai cái dĩa đông thanh đây rất là đẹp luôn, cái màu nói chung là cái màu chàm đặc trưng của dòng gốm đông thanh đó các anh chị. Đây cặp dĩa đông thanh này có đường kính, đây xin đo cái cặp dĩa đông thanh này có đường kính là rơi vào 13.5 cm, chiều cao rơi vào là 3 cm. Xin giao lưu là 600.000 bao ship à, 600k bao ship cho hai cái dĩa đông thanh chuẩn cổ như thế này. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái chum ha các anh chị. Đây cái chum này bữa trước em có bán một cái chum về Sài Gòn, và có một cái anh nào hỏi cái chum nào nữa đây, em cũng quên, em không nhớ Zalo hay số điện thoại đó, thì anh này cái anh đó bữa nay có xem clip thì cứ liên hệ lại em ha các anh chị. Đây cái chum này có chiều cao rơi vào là 32 cm, đường kính miệng rơi vào là 11 cm, đây và dòng bụng rơi vào là 78 cm. Đây tức là chợ quê chợ thủ Bình Dương ha các anh chị, ở đây có chữ luôn, có mọc không, đây mọc đô na ha anh chị. Đây đặc biệt đây là mọc đô na. Cái chum chợ thủ Bình Dương như thế này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 3 triệu bao ship ha, 3 triệu bao ship ha. Cái gì có mọc đô na thì nó hơi giá trị, đô na, thành lễ là nhất tới đô na gốm Trường hay là gốm Trần Minh Đạo, những cái gốm những cái thương hiệu đó thì
thứ nhất là rất là quen thuộc, không xa lạ gì các anh chị sưu tầm đồ xưa. Và những cái nói chung là những cái dòng gốm đó thì rất là mắc, nói chi là không có mộc đã mắc, có mộc càng mắc hơn các anh chị, 3 triệu bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái ống ba khúc, một cái ống đũa ba khúc, hoặc người ta gọi là cái ống chanh. Hàng này là hàng tàu cũ ha các anh chị, còn các anh chị tư duy đồ mới cũng rất là ok luôn. Đồ cũ thì trên 30 năm, còn đồ nói chung nó vượt qua đồ cũ, đó nó đã vượt qua đồ mới ha các anh chị. Đây, chiều cao là 27 cm, đường kính miệng gơi vào là 12 cm và dòng bụng của nó gơi vào là 25 cm. Xin giao lưu 500.000 bao ship ha. 500.000 bao ship đến các anh chị ha. Cốt này là cốt phắn, một cái đặc trưng là dòng gốm bao cấp ha các anh chị. Đây. Đây, dễ tay ha. Tích là sơn thủy thiên hạ thái bình. Đây dễ tay. 500.000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bát ha các anh chị. Xin giao lưu đến các anh chị là một cái bát bát vàng. Hàng này là hàng xuất khẩu. Cái bát này là viền đồng. Có chiều cao gơi vào là 10 cm, đường kính miệng gơi vào là 18.5 cm. Đây là viền đồng ha. Đây hàng này là hàng bát vàng xuất khẩu. Tình trạng của cái bát này làm như nó có bị đây, có bị găng tóc ha. Nó bị găng tóc ở đây nè các anh chị, nó bị găng tóc ở đây ha. Đó. Cái này là dòm kỹ lắm mới thấy nha các anh chị. Cái này là hàng, cái này là có thể lỗi lò chứ không phải là do va đập bên ngoài đâu ha. Đây, là bên trong nó cũng chả thấy cái gì. Thì có tình trạng có sao thì em báo các anh chị như thế. 300.000 bao ship ha. 300.000 bao ship cho cái bát vàng xuất khẩu như thế này, tiền đồng nha các anh chị. Tiếp đó em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình lọng đèn Biên Hòa. Đây, xin giao lưu đó các anh chị và cô bác là một cái bình lọng đèn Biên Hòa. Hàng này là khoảng có 30-40 năm ha các anh chị. Đây, lọng đèn. Những cái bình lọng đèn thì nó chung là nó rất là cầu kỳ, rất là hoa mỹ ha các anh chị. Nó cực công lắm, nói chung rất là cực công luôn. Phải đục từng mảnh từng mảnh từng mảnh. Những cái bình như thế này các anh chị về mà để đèn vô buổi tối là đẹp hết sảy luôn ha. Cái bình lọng đèn này em xin giao lưu đến cái hũ này, xin giao lưu có chiều cao là 27 cm, chiều cao 27 cm. Đây, dòng bụng rơi vào là 77 cm. Em cầm cái nắp giùm anh. Đây, đường kính miệng rơi vào là 11 cm. Đây, cái chồn ở đây các anh chị, cái chồn này nó có mấy cái khe thốc nước hay cái gì đây, cái khe ở đây đó. Đồ này là đồ cũ xưa ha các anh chị, bao cấp. Cái hũ lọng đèn này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1.650.000 bao ship ha. 1.650.000 bao ship đến các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái chậu lục giác cây mai. Đây, xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái chậu lục giác cây mai ha. Tình trạng cũng lành đẹp 95%. Ở đây là có cái cặp con gà, hai con gà, ông mặt trời, bông. Đây, đặc biệt là có một chú lăng. Chú lăng, nói chung là tích này là tích thú ha các anh chị, con lăng, con bướm. Đây, rất là đẹp luôn. Cái chậu lục giác này có đường kính, chậu lục giác này có đường kính rơi vào là 31.5 cm, lọt lòng là 25.5 cm ha các anh chị. Đây, cái viền này, em quay cái viền. Đây, chậu cây mai nha các anh chị. Đây, cái chồm ở đây các anh chị. Đây, cái chồm ở đây thì em thấy là có hơi phết lại một tí ha các anh chị. Hơi phết lại một tí ha. Đây, ở trong thì nó cũng chả có bị gì. Nói chung là không phải là chậu xi măng là được rồi. Không phải nó đắp xi măng hay là nó cái vỡ ra dán lại là được nha các anh chị. Cái chậu này xin giao lưu nhanh đến các anh chị với giá là 3.500.000 bao ship ha. 3.500.000 bao ship cho cái chậu lục giác cây mai như thế này. Tiếp đến, xin lên cho các anh chị là một cái bình giang tay ha. Cái bình đồng hồ giang tay đời đầu. Đồ này là khoảng bao cấp, khoảng có 30-40 năm ha các anh chị. Xin giao lưu đến các anh chị là một cái bình đồng hồ, tích là tích con cá, một con cá chấm, hai cái đeo gì ta, hai cái đeo mặt bọm hai bên, phía sau là dòng chữ, tất cả đều là vẽ tay. Bình này là bình đồng hồ ha các anh chị. Cái bình đồng hồ này có chiều cao là 41 cm, chiều ngang như thế này thì rơi vào khoảng có 28 cm ha các anh chị. Rất là to, rất là đẹp. Bao các anh chị là hàng này là hàng giang tay đời đầu ha, khoảng 30-40 năm này. Đây, cái bình giang tay này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1.000.000 bao ship đến các anh chị ha. 1.000.000 bao ship. Cặp hạt này lên không em? Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cặp hạt ha. Đây có tình trạng gì không? Ở ở trên đầu một con có lỗi lò. Còn gì nữa không? Đây, tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cặp hạt bát tràng.
Hàng này là hàng tồn kho bao cấp khoảng có 3-40 năm ha các anh chị. Người ta thường là để những cái bàn thờ gia tiên hai bên ha. Cặp hạt chân đèn, cặp hạt này có chiều cao rơi vào 43 cm, chiều cao rơi vào 43 cm, tình trạng là lành đẹp 98% ha, 98%. Đặc biệt có con hạt này nó bị lỗi lò ha. Cái này là lỗi lò không phải sức ra dán lại ha các anh chị. Các anh chị cứ xem nó sao. Nó lành đẹp hết trơn, nó lành đẹp hết trơn ha. Rồi ở trước đây thì nó có bị găng lò, khẽ lò một tí, chứ không phải sức ra dán lại ha. Bây giờ dù có sức ra dán lại thì cũng sẽ báo các anh chị sức ra dán lại, chứ không phải là dòm lỗi lò như thế này mà hay sức ra dán lại lại báo lỗi lò ha. Tại nhiều anh chị khó thì cứ bắt bẻ em đủ thứ nha. Đây, bao các anh chị đồ này là đồ cũ xưa ha các anh chị. Cặp hạt này em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1.350.000 bao ship đến các anh chị ha. 1.350.000 bao ship, chiều cao là 43 cm. Đây, cặp hạt là hạt cỡi long quy ha các anh chị, hạt cỡi long quy. Đây, một cặp chân đèn rất là đẹp luôn. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái cục vàng râm kim sa. Đây. Đây nội cái đu cà phê này không là đủ tiền ha các anh chị. Đây, vàng găm này là vàng găm bự ha, chứ không phải là vàng găm mini nha các anh chị. Đây cái cục thổi đá của nó như thế này đây. Đó, nó như thế này đây. Để đại diện đi ha. Đó, cái thổi nó như thế này. Xin cái cò thổi đó cũng nói cùng là 7-8 kg hay 60 kg á. Còn cái cục này là nu cà phê ha, nu đá cà phê. Cái này em chưa vệ sinh. Xin giao lưu đến các anh chị là một cái cục đá bán hiếm, một cục đá bán hiếm người ta gọi là nó cũng như là sát bên là đá quý rồi. Đây, có tên gọi là vàng găm kim sa. Đây, rất là đẹp luôn, để trên cục nu cà phê. Cục đá này thì em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1.800.000 bao ship đến các anh chị ha. Nói chung là những người ta chân đá đá phong thủy trong nhà là hút những cái trường năng lượng tốt và thải ra những cái trường năng lượng xấu, hay tống những cái trường năng lượng xấu ra ngoài. Nói chung là nó sẽ hút điện, hút sóng, hút đồ tất cả luôn. Nói chung mà nó có một cái nguồn năng lượng rất là tốt để trong nhà các anh chị. Đây, em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1.800.000 bao ship đến các anh chị. Cái đế là cái đế em tặng riêng nha các anh chị, chứ không phải là cục đá là có cái đế ha. Rất là nặng. Tiếp đến, em xin lên cho các anh chị là một cái bình nước pháp. Đây. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái bình nước pháp màu. Hàng này là trên 100 năm chuẩn cổ, khi Pháp qua xâm lược Việt Nam năm 1858 tại bán đảo Sơn Trà thì Pháp đã đem qua những cái này ha các anh chị. Đây. Cái bình này là đồ pháp, đồ màu, đặc biệt đây là đồ màu chuẩn cổ. Cái dồi là còn nguyên luôn ha các anh chị. Cái dồi này còn riêng của nó luôn, cái gòn của nó đây, còn nguyên. Đây. Cái này em thay dầu lên bởi vì nó còn rất là trơn tru luôn ha anh chị. Đây, chỉ có nắp của nó đây, cái nắp của nó nè. Nó bị vẫy ở trong một điểm, nó bị mẻ ở trong một điểm nhưng không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ và nó tóc một đường nhẹ trên đây ha. Thì đồ này trên 100 năm rồi, 150, 180 năm rồi các anh chị. Nó cũng phải như vậy là rất là ok. Còn ở trong của nó đây. Còn ngăn đàng hoàng hết trơn ha các anh chị. Còn ngăn rất đàng hoàng luôn. Em cầm. Để em cầm giùm anh cái. Đây, cái ngăn ở trong của nó là vậy nha các anh chị. Đó. Hai ngăn, tình trạng là lành đẹp 98% hết trơn ha. Dồi ghim, cái gì cũng ghim hết trơn. Đây. Cái bình nước pháp này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 3.800.000 bao ship đến các anh chị ha. 3.800.000 bao ship đến các anh chị. Đây. Các anh chị và cô bác có cần món gì hoặc thích món gì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo 0826 252052. Xin cảm ơn các anh chị và cô bác đã quan tâm theo dõi buổi live của em.